Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 14 tháng 9 vừa qua, khi góp ý về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật đấu giá tài sản, Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc trao quyền tổ chức bán đấu giá nợ xấu tài sản bảo đảm đang treo ở công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VMC cho chính đơn vị này là không đảm bảo tính minh bạch. Điều 3 và điều 54 của dự án luật đấu giá tài sản quy định VAMC từ đấu giá hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà VAMC đã mua. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thu tục đấu giá nợ xấu và tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu mà VAMC đã mua. Cho ý kiến về nội dung này, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng quy định này không rõ ràng và không đảm bảo tính minh bạch. Theo bà Ngân, luật đấu giá tài sản không thể quy định một điều cho công ty, doanh nghiệp mới thành lập. Đồng quan điểm, chủ nhiệm ủy ban tư pháp Lê Thị Nga cũng đề nghị cân nhắc việc luật hóa mô hình VAMC. Giải trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, vừa qua nợ xấu nổi lên như tình trạng tức thời của nền kinh tế. Chính phủ có nghị định về tổ chức thành lập VAMC, còn Bộ Tư pháp có thông tư hướng dẫn về bán đấu giá tài sản. Theo đó, VAMC được trao một số đặc thù. Trước những ý kiến phản biện, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết sẽ tiếp thu ý kiến và nghiên cứu chỉnh sửa phù hợp.